tài năng âm nhạc chính thức khởi động trở lại, ai sẽ là người được chọn mặt gửi vàng cho vị trí ghế nóng luôn là đề tài được nhiều người bàn tán. Mới đây, ban tổ chức chính thức tiết lộ 4 cái tên quyền lực giọng hát Việt 2017 là Thu Minh, Lưu Phúc Thịnh, Đồng Nhi, Tóc Tiên là huấn luyện viên chiến thắng đầu tiên trong lịch sử The Voice Việt Nam. Sự trở lại của Thu Minh sau 2 mùa trên ghế nóng thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Giọng ca Đường Cong có tiếng là huấn luyện viên giàu chuyên môn, tận tâm với học trò. Sự trở lại của nữ ca sĩ bên cạnh những nghệ sĩ hứa hẹn sẽ tạo nên một độ kịch tính cho chương trình. Ba gương mặt còn lại gồm Đông Nhi, Nưu Phúc Thịnh, Tóc Tiên, tuy đều là những đàn em của Thu Minh, nhưng đều là các ngôi sao trẻ đang dẫn xu hướng thị trường âm nhạc hiện nay với lượng fan hùng hậu khổng lồ nhất Việt Nam hiện nay.